Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Năm ngày 24 tháng 10 năm 2024, thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi xin phản biện Nguyễn Văn Đài đôi lời. Mới đây, Nguyễn Văn Đài, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân á, có làm một clip nói rằng tại sao nói đến đa đảng thì các người cứ nói đa đảng ở Myanmar, ở Libya, ở Syria, mà sao không mang mô hình đa đảng ở Nhật, ở Hàn, ở Mỹ? Sao cứ nói đến đa đảng thì lại cứ mang những cái tiêu cực ở những nước đó? Tôi xin phản biện. Điều thứ nhất, khi nói đến đa đảng, nói đến những quốc gia đó như Myanmar, là tại vì chính những người đòi đa đảng như là tiến sĩ Nguyễn Quang A đã từng cầm những cái tờ bản như thế này, thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam bắt chước Myanmar đó. Ai thách thức? Chính những người phe của Nguyễn Văn Đài đó, thách thức. Myanmar đó, trước đây đã từng có đa đảng rồi nha. Nhưng sao? Cũng chính vì đa đảng mà đưa đến sự loạn lạc bây giờ là có thể tan vỡ thành nhiều quốc gia ở Myanmar. Đất nước tan nát tới nơi rồi. Thế những người như tiến sĩ Nguyễn Quang A thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam bắt chước Myanmar thì lỡ như thế nước Việt Nam này tan nát thì ai chịu trách nhiệm đây? Theo những cái sự mơ hồ, suy tưởng, mông lung của những người như Nguyễn Văn Đài à. Rồi Libya và Syria thì rõ ràng những nước đó đã có đa đảng trước đây. Rồi họ đi theo khuynh hướng là mở ngoặc, đóng ngoặc là strongman thôi, là một người mạnh như thế. Và muốn kiếm chuyện thì đất nước tan nát như thế, Libya thì thành hai chính phủ, nhiều, coi như là nhiều sức quân rồi. Còn Syria, may mà Tổng thống Assad còn cứng tay cho nên còn giữ được, nhưng mà đất nước vẫn tan nát. Thành phố lớn Aleppo, thành phố bao nhiêu nghìn năm lịch sử, văn hóa đã tan nát hết rồi, không còn gì nữa hết. Chẳng lẽ muốn Việt Nam như những nước đó hay sao? Bây giờ đó, nói đến Nguyễn Văn Đài từng tuyên bố đa đảng giống như là đũa thần để mà ngăn chặn những tiêu cực của đất nước, nhất là vấn đề tham nhũng. Thì tôi đã phản biện rồi, tôi nói Tổ chức Minh Bạch Thế Giới đã đưa ra danh sách những nước nào tham nhũng nhất thế giới. Và trong danh sách như vậy, thang bậc về tham nhũng thì tham nhũng nhất lại là những quốc gia đa đảng. Quốc gia đa đảng mới là tham nhũng nhất. Đã ăn thì ăn cái cú nào cú nấy to bự, bự trộm hổm mà. Còn những quốc gia mang danh là độc tài hay là strongman hoặc là đơn đảng thì cũng có, nhưng mà lắc nhắc thì nhiều hơn. Rồi cũng trên thang bậc đó đó, thì ở Đông Nam Á đây, những quốc gia mà có tiêu cực như vậy, Indonesia tham nhũng hơn Việt Nam, Philippines, Thái Lan là những quốc gia có đa đảng hết, lại tham nhũng hơn Việt Nam. Vậy thì đa đảng đâu phải là đũa thần để mà ngăn chặn những tiêu cực đó. Thế Nguyễn Văn Đài cứ ớ cổ, cứ ôi cái này cái nọ, tức là bao biện. Thấy người ta bắt đúng tim là bao biện, không biết nói làm sao hơn. Thì bây giờ nói ôi tại sao không bắt chước Mỹ, Hàn, Nhật, mà cứ mang những câu chuyện của vì Syria, của Libya, của Myanmar.
Nguyễn Văn Đài hãy nhớ như thế này đây. Mỗi một quốc gia đều có cái vị thế về vấn đề địa chính trị nha, văn hóa và lịch sử, cũng như là dân số. Mỹ là quốc gia đầu tiên có hệ thống như thế này, tam quyền phân lập và nhiều đảng phái. Đó là quốc gia đầu tiên có. Nó trở thành một institution lâu đời nhất. Và vị thế của Mỹ là lúc đó là riêng biệt ở châu Mỹ. Đã áp dụng tới nay là 200 mấy chục năm rồi. Nhưng hãy xem kìa. Đa đảng của Mỹ mỗi một lần tới bầu cử thì xáo trộn liên miên. Nhiều khi muốn tan vỡ thành nhiều mảnh luôn. Người ta nói áp dụng hệ thống dân chủ đa đảng thì trình độ phải cao. Trình độ của Mỹ cao như thế mà vẫn có những xáo trộn lớn như thế thì nếu áp dụng vào một quốc gia như Việt Nam có những sự đấu tranh ở đằng sau của các cường quốc muốn lôi kéo thì sao, sẽ phanh thay Việt Nam ra. Mỹ không có một đối thủ nào ở đằng sau chi tiền mà đã cáo buộc lẫn nhau là xen kẽ vào cuộc bầu cử, và năm 2020 cũng đã có cảnh như thế rồi. Nếu là ở Việt Nam, Mỹ chi tiền cho một đảng, Trung Quốc chi tiền cho một đảng đấu với nhau thì Việt Nam là chiến địa. Thế bắt chước Mỹ được như thế à? Ở Mỹ vừa rồi còn đang diễn ra luôn không? Cảnh mà Andrew Đỗ đó, giám sát viên ở quận hạt Orange County, đã thừa nhận là mình có tham nhũng như thế và chi tiền qua một cái tổ chức thiện nguyện là một hình thức gọi là giả tạo để tham nhũng. Con gái của mình tham nhũng, ông đã nhận tội, số tiền mấy triệu đó, không? Mà Andrew Đỗ thì lớn lên ở bên Mỹ nha, là người Việt Nam á, chạy qua bên Mỹ, ông nói rằng là tôi qua bên đó mới có 9 tuổi, à, tôi lớn lên mà ở đây, ông nói ông qua ông có cái quần xà lỏng thôi, bây giờ ông lớn lên ông thành đạt, nhưng mà đó, bầu vào chức mới chỉ là giám sát viên thôi, thì đã tham nhũng lên tới bao nhiêu triệu Mỹ Kim rồi, cắn cái bực một cái miếng to như vậy nè, thì trên cái danh sách là Minh Bạch Thế Giới nói rằng là Mỹ tham nhũng là cái miếng to như vậy nè. Mỗi một năm mà không phải là con số tiền triệu mà bao nhiêu tỷ Mỹ Kim họ có tính toán rồi. Từ năm 2018 quay trở ngược lại 20 năm là năm 1998. Số tiền mà Mỹ liên quan đến vấn đề thất thoát, tham nhũng, hối lộ không phải là 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, không phải là nghìn tỷ nữa, mà 200 mấy chục nghìn tỷ, 200 mấy chục nghìn tỷ Mỹ Kim. Cái miếng nào miếng nấy nó bự nè. Vậy thì vấn đề tham nhũng, hối lộ không phải là do cơ chế, mà là gì? Là do con người tham lam. Đó, Andrew Đỗ ở trong cơ chế đó với hai đảng phái, hai ba đảng phái và nhiều hệ thống giám sát, nhưng cũng cắn cái miếng bự, cái bụp một cái. Và bây giờ phải nhận tội. Nguyễn Văn Đại đâu có dám nói gì đâu. Sao mày hèn thế Nguyễn Văn Đại? Nói đi. Bắt chước Mỹ kiểu đó à? Nói đến Hàn Quốc thì Nguyễn Văn Đài thấy chưa? Hàn Quốc giàu lên là gì? Là nhờ chiến tranh Việt Nam. Hàn Quốc khi ấy Mỹ chi tiền cho Hàn Quốc tất cả những cái gì đó để mà hỗ trợ miền Nam, và Hàn Quốc đưa quân qua Việt Nam thì Mỹ chi tiền. Hàn Quốc lớn mạnh lên là nhờ đó, và vì cái vị thế lúc đó có sự xung đột giữa Việt Nam, miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Hàn Quốc đã hưởng lợi lên trên đó.
Khi đưa quân qua Việt Nam thì Hàn Quốc hóng hách quân sĩ của Hàn Quốc đi tới nông thôn và làm những chuyện rất là sằng bậy. Hãy đến những nơi ở miền Trung Việt Nam, những nơi như tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng rồi gì đó, thì mới thấy cảnh Hàn Quốc, binh sĩ Hàn Quốc như thế nào đối với dân tộc Việt Nam. Đó là một sự, xin lỗi quý khán giả, làm rất đau lòng dân Việt Nam. Nhưng Việt Nam gác lại quá khứ để xây dựng. Hàn Quốc giàu lên là nhờ nghe lời Mỹ. Thế bây giờ đó, Nguyễn Văn Đài chỉ muốn là Việt Nam nghe lời Mỹ à? Bối cảnh của Hàn Quốc đi với nước Mỹ trước, đi từ năm 1945 đến nay, nhất là sau khi mà chiến tranh Triều Tiên ngưng bắn, thì Hàn Quốc đã được Mỹ đổ dồn tiền viện trợ, cứu giúp và nâng đỡ Hàn Quốc rất là nhiều mặt. Nhật Bản cũng vậy. Sau khi mà chiến tranh chấm dứt, Nhật quyết định theo Mỹ thì Mỹ đổ dồn vô giúp cho Nhật Bản xây dựng để sao? Để có một kế hoạch mà Mỹ muốn, đó là phân chia thế giới ra lưỡng cực đó. Và chính nhờ lưỡng cực này thì Mỹ mới thao túng cả toàn cầu. Mỹ là người đi đến đâu thì muốn hóng hách là anh hai của thế giới. Nhưng rồi bây giờ tình hình đã thay đổi. Lưỡng cực đó cũng đã thay đổi. Quan điểm của thế giới bắt đầu thay đổi. Mỹ không còn là cường quốc số 1, anh hai cầm cây gậy và củ cà rốt đi khắp nơi trên thế giới nữa. Người ta nhận biết bản chất thật của nước Mỹ rồi. Nên nhiều nước muốn đứng lên tự cường. Và Việt Nam đã đứng lên tự cường, đứng lên trên hai chân của mình. Không có lệ thuộc vào phe nào hết. Phát triển vùn vụt. Qua mặt Philippines, qua mặt những nước mà Mỹ đứng hỗ trợ đằng sau. Thế đó là một sự tự hào. Bây giờ cả Mỹ, cả các cường quốc đang o bế Việt Nam. Nguyễn Văn Đài muốn chỉ làm tay sai cho Mỹ thì Nguyễn Văn Đài mới hãnh diện à? Hãy nhớ Philippines từng là thuộc địa của Mỹ. Mỹ trả độc lập sau đệ nhị thế chiến. Mỹ xây dựng cơ chế tam quyền phân lập đa đảng ở Philippines. Một quốc gia có sự hỗ trợ của Mỹ như thế, thế mà bây giờ vẫn là một trong những quốc gia nghèo, thua cả Việt Nam. Nguyễn Văn Đài muốn được o bế kiểu như thế mới hài lòng cơ à. Đương nhiên, Hàn Quốc và Nhật có những cái vị thế và vai trò của họ, địa thế của họ, thì họ vươn mình dậy với cơ chế mà họ nói rằng là áp dụng giống như Mỹ thì mừng cho họ. Nhưng không có nghĩa đó là mô hình tuyệt đối cho Việt Nam noi theo. Cũng y như là Đài Loan cũng vậy. Sau khi mà ông Tưởng Giới Thạch chạy qua bên Đài Loan thì Mỹ coi như là hỗ trợ hết mình cho Đài Loan, đưa Đài Loan đi đây đi đó và giúp Đài Loan cất cánh. Nhưng khi Đài Loan có đa đảng rồi thì sao? Thì chúng ta thấy bây giờ chính Đài Loan đang gặp những khó khăn của Đài Loan. Nên đừng có mang mô hình của Mỹ, bắt chước theo Mỹ ở Hàn Quốc và ở Nhật để áp dụng với Việt Nam. Lúc đó Mỹ sẽ coi thường Việt Nam vì coi như là người em khúm núm giống như thời Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị. Mỹ sai gì nghe đó à? Trở thành một con rối cho Mỹ à? Đâu ai chịu. Việt Nam tự đứng lên trên hai chân của mình. Có Mỹ hay không có Mỹ, Việt Nam vẫn tiến bước. Việt Nam tương tác với toàn thế giới, không có chọn phe, chọn chính nghĩa. Việt Nam xây dựng ngoại giao cây tre gốc vững, thân cứng và cành mềm. Đó là Việt Nam. Tự hào Việt Nam là ở chỗ đó, chứ không phải là đầu óc nô lệ, não cùn tâm hẹp như Nguyễn Văn Đài chỉ nhìn đến quyền lợi vật chất, chạy theo đàn anh hai Mỹ tởm. Hàn Quốc là chạy theo đàn anh hai Mỹ đó.
Nhật Bản cũng vậy. Nhưng Nhật Bản thì khác một chút. Còn những quốc gia mà đa đảng từng chạy theo anh hai Mỹ như Philippines thì sao? Đời tan nát. Tan nát lắm. Syria là đương nhiên. Thách thức đảng Cộng sản Việt Nam hãy bắt chước như Myanmar. Thì Myanmar bây giờ là tan nát không còn cái gì nữa hết. Sắp sửa có thể vỡ ra thành nhiều quốc gia. Chẳng lẽ đó là giấc mộng của Nguyễn Văn Đài ư? Nên mới hỗ trợ cho cái gọi là nhà nước đề ga ở Tây Nguyên, đó là phản quốc. Hoàng Dung nói như vậy đó. Được không? Đó là phản biện của tôi với Nguyễn Văn Đài. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.